Đây, thử miếng bao tử nha các bạn. Bao tử mà chấm với mắm y thì còn gì bằng. Vừa giòn, vừa đủ giòn, không bị dai quá. Nè, hồi nãy chú nói trong đây là hơn 1 kg bao tử, chắc là mình nghĩ khoảng 1 kg 2, ký mốt đến ký 2 bao tử á. Đây là đường Phạm Thế Hiển, còn ở bên trên mình là cầu Nguyễn Văn Cừ. Nếu như mà bạn nào đi đường Nguyễn Văn Cừ á, các bạn đi thẳng qua cầu luôn, thẳng qua cầu rồi xuống đường Dương Bái Tràng, rồi các bạn vòng lại để xuống cái chân cầu, và tiếp theo mình sẽ đi đường này. Đi thầy Lâm, tiếp theo là đi Phạm Thế Hiển vòng lại cầu Rạch Ông. Cầu này là cầu Rạch Ông, mình đi dưới nha, mình không lên cầu, ở bên dưới nè. Quán thôi, clip này nó đặc biệt một cái là quán nằm ở trong hẻm ở dưới chân cầu và nó có một cái view rất là đẹp, cho nên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chạy vào luôn. Đó, sắp đến quán rồi. Quán ốc lẩu bao tử nha mọi người, Thanh Thảo. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Thế Hùng đây. Vừa rồi mình mới vừa làm một clip chạy từ ngoài đường Phạm Thế Hiển á để vào trong đây. Ở đây là địa chỉ số 1B Phạm Thế Hiển, quận 8 nha mọi người. Quán này có một cái món đó là lẩu bao tử rất là hấp dẫn. Thì hôm nay Võ Sư Lộc sẽ thử thách. Sao thầy Lộc? Hai nồi hả? Có ăn với mì hay gì không? Rồi ok. Hôm nay Võ Sư Lộc sẽ thử thách hai nồi lẩu bao tử nha mọi người. Ở đây có một cái điểm đặc biệt á, là có một cái view ở ngoài sông ông gì Rạch Cầu, Rạch Ông, sông Rạch Ông nha, rất là nên thơ và trữ tình. Bên kia là quận 4, bên phía bên bờ bên kia là quận 4, còn ở bên đây là quận 8. Đây là quán của họ nè. Đây, dạ con chào cô. Dạ cô tên gì á cô? Cô Lựa, nhưng mà quán quá Thanh Thảo. Cô Lựa hả cô, nhưng mà quán tên Thanh Thảo, quán lẩu bao tử. Dạ. Đây là tiêu xanh nè nha. Cô bán ở đây lâu chưa cô? Bán này được 6 năm. 6 năm. Mà con nghĩ là quán nằm ở vị trí này thì cũng ít khách biết ha, đa số là khách quen. Khách quen. Dạ. Ta ăn người ta biết. Dạ. Mình bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? Bán cô có đi chợ, cô cũng đi chợ là cô mở cửa cô bán. Tại quán nhà cô làm. À quán nhà đúng không? Nhưng mà cái khung giờ đặc trưng á là từ mấy giờ đến mấy giờ? Giờ nào cô về tới là cô mở cửa à? Dạ. Cô cửa cô bán. Vậy thôi. Cô mở cửa sớm thì 6 giờ cô mở rồi. Bữa nào cô đi chợ cô mới chạy chứ. Dạ, vậy nếu tính ra mà bán đủ đồ đi thì chắc là tầm từ 2 giờ. 2 giờ chiều. Ừ, tới 2 giờ sớm chiều. Sớm hơn. Mấy giờ tối cô đóng cửa? Nếu hết khách mới đóng. Hết khách mới đóng. Ồ, khung giờ ở đây cũng khó ha. Vậy thì con sẽ để khung 12 giờ là cô nghỉ. 11 12 giờ đêm nghỉ. Còn bán thì chắc là tầm 11, 12 giờ sáng luôn. Tại vì này cô bán gia đình cho nên cũng không có thống nhất cái khung giờ mọi người. Ở đây thì cô bán chủ yếu là món gì vậy? Đây con bán chủ yếu là gà sống. Gà sống. Mấy gà này đằng trước nè đúng không con? Mấy gà đằng trước nè. À, gà đất. Gà đất. À, gà vườn á. À, gà vườn. Gà vườn hả chú? Với lại mấy con ốc nữa hả con? Ốc. Ốc đủ loại. Ốc vô kiểu gì có nấy. Kiểu gì có nấy. Kêu khách tại vì quán nhà. À dạ dạ. Ở đây mình có mấy loại, có mấy cái size, có kích cỡ bao tử á, lẩu bao tử. Có hai loại hả cô? Hai loại, lúc trước cô bán thì lẩu bao tử nó 180, bữa nay thịt nó lên nó cô dạ. Bán 200. 200 là 300. Dạ. Như cái gì 300g thịt được. 300g thịt. Thịt xong là 300g, cái lẩu 300, còn lẩu kia 200 là khoảng 200 200 mấy gram thịt. 200 200 mấy gram thịt. Và một cái lẩu nhỏ của cô, một cái lẩu chung á là khoảng 4 người ăn hả con? Còn một cái 300 là mấy người ăn luôn? 300 người. 6 người đến 8 người ăn. Wow. Vậy thì con sẽ lấy một cái lẩu lớn đi để cho cái anh áo đen đó anh ăn, một mình anh ăn. Món này thường mình ăn với ăn kèm với gì ạ? Ăn với bánh mì,
tùy hai người, người ăn mì gói. Mì gói hoặc bún miếng, nhưng mà đặc trưng là bún miếng đúng không chú? Bún miếng. Bún miếng. Yeah. Ok, cô làm giùm con một phần 300 với lại phần bún miếng. Rồi lát có gì uống gì con sẽ kêu sau nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Ôi, nồi lẩu lên rồi nha. Thầy Lộc. Wow. Cái này là một nồi lẩu dành cho 6 đến 8 người ăn. Rất là hấp dẫn. Bây giờ sẽ bật bếp. Xong rồi để nồi lẩu lên, sôi sùng sục và quả sữa Lộc sẽ vứt. Khoái này nhất nè. Khoái này nhất. Ôi. Cano à, khách nước ngoài. Lái nhanh quá thầy Lộc ha. Mọi người nhìn nè, nó lái một cái là sóng đánh vô nè. Ui. Chắc mấy người này từ Cần Giờ á. Nè, sóng nó đánh vô nè. Đó. Nó đánh vô mà kêu luôn á. Kêu vỗ, sóng vỗ ào ạt, i a i a. Đó. Nó cái thân chuối luôn kìa. Ghê. Wow, nó vỗ ghê quá. Nè, mình cho mọi người coi bên trong nha. Trời ơi. Cái này một ký bao tử thật rồi đó. Ký thật đó. Nè. Nhìn nó có vẻ rất là sực sực đấy. Tiêu và kiểu như mà ăn thêm thầy Lộc, không cần phải ăn hết đâu. Mà bây giờ quan trọng là nó vẫn còn chưa có chín lắm. Mình sẽ để bật bếp cho nó nóng nha. Rồi. Đây đây. A few minutes later. Thầy Lộc đã sau khi đợi thì bây giờ tới pha bỏ ớt nha. Đợi cho nó sôi á. Ủa, một nửa vô mắm y, còn còn lại vô nồi lẩu. Rồi có cái thanh niên chó nãy giờ là nằm im, cái bây giờ nghe món lên là giờ đứng hóng, nhưng mà rất là hung dữ nha mọi người, nhìn nè. Rất là hung dữ cho nên sẽ không có phần đâu em. Cho miếng quá, cho miếng ớt, cho miếng ớt đây, cho nó ăn tiêu nè. Nói chứ chút mình sẽ cho nguội, mình sẽ cho thanh niên nó nếm thử. À. 3, 2, 1, bắt đầu. Chức. Đây, thử miếng bao tử nha các bạn. Bao tử mà chấm với mắm y thì còn gì bằng. Vừa giòn. Vừa đủ giòn. Không bị dai quá. Ok. Được đấy. Miếng nước. Nước bao tử thì sao? Ồ, tuyệt của mèo luôn. Tuyệt của mèo. Thử thức. Hay quá hả? Ừ. Ok. Dịch cái. Hơi cay ấy. Trời, ngon hay không? Anh nói em mà, quán này nó săn mà. Mặc dù là mình mới vừa thử thách xong, nhưng ăn miếng nèm lên vô mình thấy rất ngon. Cho em thử miếng nước này. Hay là do nước lèo ta? Nước cô chú nèm nó vừa lắm. Thơm mùi tiêu nữa. Ừ, phải có tiêu chứ. Chất lượng lắm mọi người ơi. Một nồi lẩu bao tử 300 ngàn, nhưng mà 6 đến 7 người đến 8 người ăn luôn. Hôm nay một mình Võ Sư Lộc sẽ cân hết. Nè, hồi nãy chú nói trong đây là hơn 1 ký bao tử. Chắc là mình nghĩ khoảng 1 ký 2, ký 1 đến ký 2 bao tử á. Cũng nhiều lắm. Đặc biệt cái này á là mình ăn với miếng. À. Còn lẩu bao tử ăn với miếng nó sẽ ngon hơn. Ở đây cũng có mì nữa nha. Không biết sao không? Sao anh? Tại vì bao tử á, nó sẽ đi liền với tuyến nước bọt á. À, nó dính kết nối đúng không? Đúng rồi. Cho nên mình khi, ăn miếng. Mình ăn cái lẩu bao tử này, mọi người sẽ chả nước miếng. Khi nhìn thấy mình. Thế mình chỉ cần không cần nói chả nước miếng, mình chỉ cần dơ cọng miếng lên. À.
liệu một mình thầy Lộc có thể xử sạch được nồi lẩu này không. Nếu không mình sẽ ném thầy Lộc ra đằng sau nhé. Ông ở đây tiện thầy Lộc, thanh niên nào mà nhậu xỉn á cho cá ăn chè, chỉ cần đưa đầu qua thanh sắt leo ra cây dừa em. Nhưng mà những thanh niên nào phải cao xíu nha, không gió, còn nếu mà không cao là phải leo, chịu khó leo ra ngoài. Đây có cái cửa này, có cái cửa nè, vượt qua thiếu nhi nhỏ, vượt qua con chó, vượt qua con chó. Nếu nhìn nhìn quang cảnh này nè, không biết là những bạn xem clip có nhớ đến miền Tây quê hương của các bạn hay không, chứ khi mà mình đến đây mình thấy cây dừa, mình thấy không gian quán nè đó. Và ở đằng sau còn một cái khu vườn nữa. Mọi người nhìn đi, nó rất là giống như một ngôi nhà ở dưới quê, cho nên nó đã gợi cho mình rất là nhiều cảm xúc. Ai ở miền Tây điểm danh cái? Ai ở miền Tây điểm danh hả? Thầy Lộc ở đâu? Anh ở Củ Chi. Củ Chi là miền nào? Củ Chi là ở thành phố á. Ở thành phố đúng không? Sài Gòn, ngoại thành. À, Củ Chi vẫn là thành phố Hồ Chí Minh. Có rất là nhiều cano, thuyền, phà, tàu chạy qua. Và rác cũng nhiều lắm. Rác thì trôi ngược dòng về. Có cái tàu xăng kìa, đúng bự luôn. Đó, nè. Tàu này từ ngoài biển chạy vô á. Sao anh biết? Anh thấy có con mắt á. Ú, nó đụng kìa. Cụ nó kéo theo ghe kìa. Nè, đem là lẩu ra ghe đó ngồi ăn cho tiền kéo đi. Được á. Kéo chút nữa nước lẩu văng hết lên người luôn. Chút ăn xong thử thách bơi từ đây bờ qua kia bờ. Bơi từ đây qua kia. Nhưng mà bơi như vậy thì em nghĩ là phải bơi xéo hả thầy Lộc? Bơi xéo lên nè, tại vì nước nó sẽ chạy xuống. Nước nó chạy sẽ xuống cho nên mình phải bơi cho xéo nó lên. Đẩy xuống là vừa. Cho nó đẩy xuống là mình qua đúng được cái bờ bên kia. Nếu mà mình bơi không qua được á, mọi người sẽ tùy theo cái hướng gió và hướng nước mình thả kiếm mình ở khoảng 2-3 km ở dưới. Cái này mọi người chỉ cần nằm thôi là nó sẽ tự trôi nha. Và hẹn mọi người 2-3 km ở dưới kia. Đội người nhái này nọ bơi bơi. Đội cứu hộ. Đây nè, hấp dẫn lắm nha. Nè. Ồ. Cái tiêu mới đầu là nó xanh lè hay không? Ê. Nhưng mà càng đâu. Để mình cho thanh niên chó. Cho thanh niên chó hả? Phải lọc cho tiêu. Kiểu như thanh niên này không có lễ phép. Thanh niên chó. Vô. Thanh niên này không lễ phép cho nên cho ăn tiêu. Rồi thanh niên đã biết bị lừa rồi. Ăn luôn. Ăn luôn. Ui. Phải. Thôi ráng ăn đi, lát cho cục bao tử. Nè bao tử. Bao tử đó. Rồi bao tử nha. Im lặng nha. Bọn Sư Lộc rất là yêu chó nha. Tại vì nhà bọn Sư Lộc ở dưới Củ Chi á, nuôi rất là nhiều chó. Bữa mình đi thử thách cái mì ở bên gì á, Holiday Inn á. À. Nhà hàng có quy định là không được mang mì về á. À. Nhưng mà lúc mà vô mình có chuẩn bị một cái bao á, để canh lúc mấy bạn nhân viên lấy okay. Phiếu ra tra cho mình á. Mình tống hết vô. Mình làm động tác nhanh mà. Bỏ vô bao, bỏ vô cái tô thần kỳ của mình. À, không ai biết được. Chắc biết mà không nói. Tại mấy con chó quê em thấy mình đi xa cách mấy á, mình về nó vẫn từ xa là nó nghe mùi mình là nó chạy ra đón liền. Đón từ đầu ngõ. Ừ. Chắc mình bỏ đi miếng đầu nữa. Đây thêm đâu nha. Chú nói nhiêu đây khoảng 1 ký đâu á? 2 ký. Em nghĩ 1 ký à? Em nghĩ chắc 1 ký, không tới 2 ký đâu. Ăn trong cái khung cảnh này nó kiểu như là nó làm mình tách biệt khỏi cuộc sống á. Cái lúc mà chui xuống gầm cầu là em đã thấy nó tách biệt với cuộc sống rồi. Từ ở ngoài kia kìa, khi mà bước vào trong quán là mình đã thấy cái không khí miền Tây rồi. Các bạn nên những cây dừa nè, lúc nào mà mình cảm nhận như là mình cảm thấy mệt mỏi căng thẳng quá, dạ, mình không thể đi xa được á, à vẫn muốn thưởng thức. Okay, okay. công an à. Công an tuần tra chắc đi bắt thuốc lá lậu á. Mấy cái thanh niên này cũng mặc đồ giao thông luôn. Ừ. Xác màu vàng luôn. Rồi sao tụi nó hãy học tiếp đi. Mấy bạn mà cảm thấy muốn tách rời cuộc sống á, mà không thể đi xa á, mấy bạn hãy chọn địa điểm này nè. À, đi với một hai người thôi. Ừ. Ra mình tâm sự, làm vài ve. À, uống vài chung. Ở đây có rượu luôn. Có rượu luôn.
bên trong nè vẫn còn rất là nhiều bao tử. Có vẻ như cô đã bỏ vào đây một cái bao tử luôn rồi. Một cái bao tử á trung bình là nặng tầm 700 đến 800 gram một cái á. Mà nếu mà cô nói bỏ vào một ký mấy á, một ký hơn là hơn một cái bao tử á. Thì một người ăn một cái bao tử thì cũng không có gì là nhiều. Nhưng mà mình ăn hết nước nè, ăn với rau, ăn với miếng thì nó sẽ là căng đấy. Hấp nước nữa kìa. Mọi người nhìn bên trên chúng ta có thể thấy xe chạy luôn á. Ở trên là cái cầu. Cầu này là cầu Rạch Ông. Rạch Ông. Ở bên đây là quận 8 kêu quận 4 hả thầy Lộc ha? Đúng rồi. Ai ở ngay cầu Rạch Ông điểm danh cái. Không biết cầu này có sự tích nhảy cầu không? Chắc không. Chắc không hả? Tại cũng thấp quá. Không, nhiều nhiều bạn á. Cứ sao là có sự tích không? Cứ sao có tên là Rạch Ông không? Nếu mà đi qua cầu đứng ngắm á, bị mấy thằng móc túi rạch túi. Túi. Thấy chưa? Thầy Lộc thì chỉ có những cách giải thích đơn giản thôi, chứ không sâu xa đâu. Không mà xong xong cái là thằng ăn cướp đó là người đầu tiên được nhảy cầu á. À. Ông bắt được ông quăng xuống. Dám Rạch Ông quá mày. Rạch Ông quá mày. Rạch Ông luôn, Rạch Ông liên tục cái người ta đặt là Rạch Ông đó. Đau đầu thiệt. Thầy Lộc, nếu như mà sau lưng mình mà không có hàng rào á, có cây dừa thì thường những đứa trẻ ở dưới quê á là nó hay leo lên thân dừa mà mọc vương ra cạnh ngoài ngoài sông giống vậy nè mọi người. Lên trên cao xong rồi nó lột mấy dòng lộn nước. Đúng rồi. Xong rồi gặp đá ngầm dưới rồi sợ. Phải. Không, chắc không đâu. Thường những cái chỗ đó là mấy thiếu nhi đó thám thính kỹ lắm. Phải chắc chắn rồi mấy thiếu nhi mới dám lột. Mà cây dừa anh thấy cao á. Cao lắm. Cào chót vót hết trơn nè. Sợ lộn xuống đập mặt xuống á bị xỉu quá. À, đập mặt đi. Lúc đó không có xỉu được. Lúc đó rác lắm. Phải tỉnh. Đó. Mấy cái chiếc ghe nè. Ghe máy. Rồi bây giờ thì hết cồn rồi mọi người. Thầy Lộc sẽ cố gắng quất hết nồi lẩu này để cho nó nguội nguội xíu. Xin phép mọi người nha. Thật sự luôn, vẫn còn rất nhiều bao tử. Nhiều lắm thầy Lộc ơi. Vậy là chú nói đúng rồi, một nồi này là 8 người ăn đó. Không sao, không làm khó được thầy Lộc đâu. Ăn nhiều quá. À. Tiêu không à? Tiêu không đúng không? Cái ăn cái chén đổ nữa. Chúc cho thanh niên chó ăn hết 8 người. Nói được luôn em. Nói đến người luôn. Ăn lột cây lưỡi. Nói được luôn. Wow, vẫn còn rất nhiều. Anh với Dượng anh á. Dượng anh cũng coi chó đó. À. Thích lắm. Cái chặt con vịt quay ra. À. Cái giường anh giả bộ á, vô gặm gặm miếng thịt nè, cho dì anh thấy là mình đang ăn á, rồi gặm gặm ra cửa nè. À, quay giấu vô, không? Quay vô vẫn nhai nhai nè. Đi, như ý, 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 ý là đi trước mặt dì á, vẫn nhai nhai nè. Còn vô tiếp tục lấy tiếp cái phao câu. Thì anh biết là vừa anh đâu ăn phao câu đâu. À, đây, đây, ông đừng, ông đừng có cho chó ăn nha. Tại vì những người phụ nữ trong gia đình á, thì họ sẽ không thương chó bằng đàn ông luôn, mình chắc chắn luôn. Có, nhưng mà rất là hiếm. Hiếm cái trường hợp mà phụ nữ thương chó hơn là người chồng ha. Cho nên thường là khi mà mình cưng chó thì những bà vợ hay gọi là không đồng ý á mọi người. Ví dụ như cho ăn sang quá, đồ ăn trong nhà không có. Chứ mình ăn xong hết á, thì hẳn cho chó ăn sau. Dạ. Yeah. Nhưng mà dựa anh thì thấy nó đứng tội nghiệp á, nó chực á, muốn luôn. Đây mình cho mọi người coi nè. Cảm giác nè. Đã đây. Mọi người có thấy cái lớp mà màu nâu, màu sậm hơn không? Cái lớp đó là rất là giòn, cắn sẽ tan ra. Còn cái lớp màu trắng bên dưới á là nó sẽ rất là dai dai. Sực sực. Đó. Cái này á mình nói những bạn nào chưa ăn thôi, để các bạn có thể biết được cái bao tử như thế nào nha. Nhưng mà nào ăn rồi thì chắc là sẽ biết.
đã quá. Thèm quá rồi, thèm quá. Ê, ơi cậu vàng. Cậu vàng đi đâu đây? Hello cậu vàng. Con này nếu mà mình quăng thứ nó mà á, sợ rồi. Là nó ngán rồi đó. Chó của chủ nuôi á. Thôi mà chú đang dọn. Chờ xíu nha. Chờ xíu. Chú quán đang dọn á mọi người, cho nên là không thể nào cho. Rồi, cậu bạn bỏ đi rồi. Ôi cái này giống chó thiến à. Thanh niên thì chắc bị thiến. Ôi, rác. Ồ. Đây. Một bãi rác rất to luôn. Cái này giống như là lùm bình á. Giống như là một cái bụi chùm dừa á. Gốc dừa to lắm. Và nó sẽ đụng vào cái cột chứ hả. Nhưng mà cái này mọi người, nó đụng vào rồi thì nó vẫn sẽ cứ theo dòng mà nó trôi, để nó né, để nó trôi tiếp thôi. Và không biết nó sẽ trôi đi đâu. Chắc lấy cái bếp luôn. À, nóng không? Chắc thầy Lộc ăn trong cái đó luôn ha. Ừ, cho nó tiện. Cậu đốm vẫn đang ngóng mà mọi người nhìn nha. Nãy giờ mình cho nó ăn và bây giờ mình thử đưa tay ra nè. rất là thể hiện phong cách không hiếu khách chảnh chó. Bây giờ kéo nhát khỏi chấm nước mắm mà cũng đậm đà. Ở trong đây thì để mình cho mọi người coi nha, xin phép nha. Còn khoảng đỉnh nè. Khoảng 5-6 miếng bao tử nữa thôi. Sắp hết rồi, cố lên thầy Lộc ơi. Cốc luôn. Quá máu. Nghỉ mệt xíu. Ồ, hết rồi. Thấy được cái đáy luôn nè. Như đây thôi hả? Hấp xíu nước nữa. Thôi bây giờ em nghĩ là anh nghiêng nó qua, anh bút tiêu ra. Cái này mà phải có cái gáo thần thánh của tiêu. Cái gáo múc chân châu á. Rồi. Hay quá mọi người ơi. Giờ múc cái tiêu ra nha. Thôi được rồi, hết rồi, được rồi. Quá hay nha mọi người. Cho mày chỉ còn một bài một cục tiêu thôi. Làm gì vậy? Phải. Đậm đà quá. Đậm đà quá hả? Nó có mặn quá không anh? Hơi sắc nước. Thôi được rồi. Hết. Quá hay. Phát biểu cảm nghĩ. Tuyệt vời. Cô chú bỏ cái bao tử. Không, bỏ cái tiêu nè. À, đúng chất luôn á. Nó rất là đậm luôn. Không có ngại là bỏ ít hay bỏ nhiều quá. Miễn sao là cô chú cảm nhận được là bỏ vô cái bao tử nó phải thấm vị mới ok. Dạ. Nên bỏ rất nhiều nữa các bạn. Bỏ rất nhiều. Nãy giờ là bỏ sẽ đọc cho chó ăn mấy miếng rồi. Nhưng mà đây mà vẫn còn một chén. Hay quá. Nhưng mà tội lắm. Em mà ăn hết cái này chắc nó đi ra tên lửa luôn. Bắt bó hoa luôn á. Công chủ nhà giòn. Nhưng mà nhận xét về đồ ăn thì sao? Nhận xét về đồ ăn thì cái bao tử á là cô chú làm rất thấm. Với cộng với cái nấu á, nấu lâu nữa. Dạ. Cho cái bao tử nó không có bị dai. Nó giữ được cái độ giòn nhưng mà nó không bị dai. Dạ. Ok. Nhưng mình để mình nung với cái bếp cồn càng lâu thì nó càng thấm với cái tiêu xanh. Chính xác. Thật một món đáng trải nghiệm các bạn. Và em nghĩ là nếu như mà hết bao tử rồi thì các chiến hữu có thể chia nhau để hút nước. Đúng rồi. Vẫn còn được. Nếu như bạn nào mà fan của mình ở gần đây hoặc là có ghé qua cái cầu Rạch Ông ủng và hộ. Nhớ sự tích thầy Lộc kể nha.
cà túi của một ông và bị ông quăng xuống nước và nói trời là gạch ông hả mày, gạch ông hả mày. Thì có thể ghé ủng hộ quán nha. Rồi, tụi mình có một cái fanpage trên Facebook nếu như mọi người yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện minigame hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả và clip của mình cũng sẽ được kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cười thì hãy like, nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ nhiều người khác cùng xem. Sau đó nếu như các bạn có bất cứ thắc nào thì hãy để lại bình luận dưới comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho mọi người cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn.